Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Châu Châu Vũ Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Big Mom, linh hồn biển cả và mẹ lớn của linh hồn biển cả, và chúng ta đã đang kiểm soát được khu vực phía bắc này rồi. Thực sự là rất là tuyệt, phải nói là như vậy. Hiện tại thì mình bắt đầu trèo lên sang đảo tiên rồi và mình cũng bắt đầu đánh, nhưng mà xem chừng lực lượng của mình mỏng quá. Có thể mình sẽ cần phải thêm lực lượng đấy, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đủ. Chưa đủ quân để có thể... Bởi vì mình có thể duy trì một vài quân đoàn đóng ở bên này, tiếp tục bảo vệ cái bờ biển bên này. Trong khi cái quân đoàn châu Phi của mình thì vẫn đang cố gắng để giải quyết cái nhiệm vụ bên này. Thực ra bên châu Phi bên này thì chúng ta sẽ... Nếu mình không nhầm thì nhiệm vụ của mình phải kiểm soát toàn bộ đảo tiên này, tiêu diệt tất cả các tộc 2F và thần lằn. Thì mình đã tiêu diệt được thần lằn rồi. Đây. Và kiểm soát những cái vùng này. Colonel Androp Cachan Hope. Kremi. Đến đây thôi à? Satosa. Ở đây à? 2 cái thành của cướp biển. Xây dựng công trình gì đây? Opera Hall. Cũng không có lắm nhỉ. Như là nhiệm vụ mình đánh chủ yếu ở phương Nam à? Cũng chả đơn giản đâu, phải chiếm hết toàn bộ thành của Dark Elf Bretonia này. Chẳng nhẽ đây là ngoại giao chứ, còn đánh nhau mãi này thì đến bao giờ không xong. I'll always find profit in my team. Take what's theirs. Thằng này thì sắp dẹo rồi. Chúng ta là phe bóng tối đây nè, cái... qua lượt đã nhỉ? Chắc hết việc để làm rồi. Chắc mình còn một trận đánh ở đây nữa. Có nên đánh hay không thì mình chưa biết. Do not betray your king. Corsair of the night. Đánh này. Get them. Không ngu gì mà anh đánh hai thằng một nhá. Cứ một thằng một mà chơi. Đánh ở sa mạc lại được cái quan sát rộng, dễ. Không sợ gì cả. Vua của nó à? Anubis. Pistols loaded. Có khẩu pháo à? Pháo mới chả fail. Pháo của nó ăn được mấy anh bắn súng của mình không? Cho mấy anh bắn súng này đi đằng đầu. Cua vỏ ốc đi sau, cua vỏ ốc này. Đánh nhau với cái bọn này, cua vỏ ốc lại không ăn thua lắm. Mà đánh nhau các cái đơn vị mà có thiên về cận chiến, đánh sát thương vật lý thì cua vỏ ốc này thì ăn được. Hai thằng mặt súng này riêng một đội. Lên là các em. Mấy thằng Mogul này thì khỏe này. Đừng đùa với anh. Anh lạp đạn xong anh bắn cho chúng mày SML luôn đấy. Bắn. Rồi ôi. Rồi bắn cho phát mất tinh thần luôn.
Rồi, bình tĩnh đi, nó bắn mấy con này của mình không thắng đâu. Ôi, nó bắn trưởng đầu lâu rồi. Không sợ, tất cả bọn ma cà rồng này đều có, có khả năng tự hồi máu thôi rồi. Tự hồi máu, đi trong trận chiến. Sổ lên đến đây kéo chết luôn. Úi dồi, thằng này lên đây chắc chết. À, tràn lên rồi, tràn lên rồi. Mohuna lên. Bắn súng rồi, to tướng nó. Lại gọi mấy con quái vật lên đây à? Rồi vua vỏ ốc rồi, xử luôn. Không sợ, cứ hồi máu cho mấy anh bắn súng này. Lên thôi, đến đây làm gì? Mô vô thì quá chất luôn. Ví súng vào đầu cho nó mà bắn. Đúng rồi. Cho mấy con cua vào ốc này lên đây. Kiểm trợ cái này bắn súng. Hồi máu tiếp. Về trong hồi máu, không phải lo. Rồi, nó cua vào ốc rồi, giết mấy con này. Để nó tràn lên đây rồi. Tăng, cứ để nó. Nó không ăn ở đâu. Mấy con súng lì đòn lắm. Tướng ở đâu nhỉ? Tướng ở đâu rồi? Có mấy con Mohu này, trâu thật. Má không khi mất máu. À, nguyên là một team rồng của mình đứng chơi kìa. Vãi thật. Take my sword. Arise, my dominion. He got to kill. Mấy anh Mohu nào ai? Khử. Bọn Mohu này là bọn chuyên chống bọn này mà. Ủa. Chuyện có vẻ easy hơn rất nhiều. Lấy súng vào đầu cho nó mà bắn. À, tướng nó. Tất cả anh em tập trung bắn tướng nó. Để tướng nó chết. Tướng nó. Đua xe bất hợp pháp này. Không có thằng đua xe bất hợp pháp này. Anh già. Mô vụ đánh nhau bọn nào mất máu nhiều thế. Tướng nó à. Đua xe bất hợp pháp à. Tướng nó mất tinh thần rồi. Úi già. Rắn rết ở đây đâu.
Rồi, không có đâu. Nó là con nước điên cho mình đấy chứ. Tướng chết xong rồi. Nó có cái chiêu búp điên như mình, ghê thật. Không ăn được mấy anh bắn súng đâu. Chiếm được lốt cái vùng Karemi, có lẽ là mình sẽ đàm phán hòa bình với nó nhỉ. Chứ đánh nhau mãi thì mình không ngồi được quân đâu. Tướng quân của nó đã chết trong trận chiến. Cấp 20 thì học ở đây, đảm bảo bất tử. Thủ đô của nó đây à? Nhiệm vụ của mình là chiếm vùng... đây. Thủ luôn. Trận này có vẻ khó hơn. Không có pháo. Úi giời. Spoils for all. Không có pháo à? Đánh ở sa mạc này sướng thật, không bị khuất tầm nhìn. Không có pháo thì mình cứ cho mấy con cua vỏ ốc lên tiên lên trên chút được. Fleet Admiral. Cái bọn ma cà rồng này nó không được, cái bọn cướp biển này nó không giống như ma cà rồng. Ma cà rồng nó có cỗ xe của thần chết, nó có thể hồi máu cho toàn team liên tục. Bọn này nó cứ chỉ, nó vẫn là có ma cà rồng, nó chỉ có cái skill này, nó chỉ hồi được phát một này thôi. Hồi hơi yếu, khả năng hồi nó hơi yếu. Ma cà rồng nó chỉ còn cần có cái cỗ xe của thần chết mà chưa bị tiêu diệt thì hơi khó mà ăn. Dù là xong lên đi, không thì chết hết con ạ. Đấy, thằng súng nó bắn nó thì cấm đòn. Úi dù kệ nó chứ nhỉ, mình việc gì phải xong lên, chúng nó xong lên rồi. Úi dù đi hết cả team. Mấy thằng này hết hết đi là xin chết. Mấy con rắn này, đạt được mấy con rắn thì cớm có gì. Úi giời, nó tụt đi là xin nhanh nhỉ. À con ăn đi. Đi con cái trò gọi mấy con này lên. Đi súng vào đầu của bọn. Bắn tướng của nó này. Tướng của nó mà bắn, bọn còn lại kệ. Thì đã, cái này để hồi mana cho nhanh đấy. What? Sao nó bắn con mua gôn mình mất nhiều máu thế? À đâu, từ đầu rồi nó mất rồi. Gọi mình con cua vào ốc lên thôi. Để xuống thêm lực lượng. Wow.
ngựa bắn cung thôi. Ngựa bắn cung à? Thử nó cho anh. Đi đây. Usabi, Crisbow. Ai giờ thằng tướng nó ngu đòn này, chạy vào tận đây cơ. Mất hết tinh thần rồi. Ôi ôi, nó lại chơi cát lún này. Toàn những rắm rết cái gì này. Kinh thế. Tướng chết, bọn này tinh thần tụt hết. Thanh niên cưỡi rắn à? Ai giờ. Rắn à, cưỡi rắn này. Mấy thằng skeleton này thì cua vào ốc nó đập không này, chuẩn rồi. Ui dồi ôi, dí súng vào đầu bắn. What the hell, tại sao lại gọi lên được cả zombie này. Tướng nó chết rồi, bình thường bọn ma cà rồi. Bọn ma quỷ này tướng mà chết rồi, nó chết rồi mà. Mãi nó chưa chết này. Mà bọn này được cái là chết là tan luôn. Để chúng nó... Nó đội quân được gọi dậy. Nó không phải là binh lính được tuyển dụng. Thế thôi, dẹo luôn. Cũng hồi quân. Để một cái gậy à? Thơm kinh. Sao được cái gì đây? Leadership đánh nhau với Tom King. Từ từ về đây hội quân tí á. Để sau ta đánh thành kia sau. Mình cấp 37 sợ gì chúng nó. Ở đây. Tăng à. Má cà rồng thì... rồi. Bọn này bắn không bằng mấy thằng khổng lồ. Mấy con mô vô này. Cái đứng trong thành này thì nó không tấn công được hero mình rồi. Ra ngoài mình sẽ chết. Ôi ơi, mấy anh đồng minh. Thế nào để nó bắt lạt kinh thế. Festa. Mấy anh đồng minh của mình nào, yếu đuối quá. Gì đây? Public order này. Cộng 500. Tăng cái public order. Madam, I lost a deal. Quá lượt vậy. Kể ra chơi cái kiểu cho mụ méo để đi hát rong đánh đốt phá hết các mọi nơi cũng được nhỉ. Sau này mình chiếm sau cũng hay. Thực ra có ai đánh nổi mụ béo này đâu. À rút à? Rút lui chiến thuật à?
Mày chiếm thì mày chiếm đi, mày cứ cướp liên xuống. Black Lagas. Quân đoàn của Big Mom này gần như không thằng nào đánh nổi. Mình chưa thấy có cái tướng nào mà có phép thuật nó lại mạnh cả về phép thuật này, cả mạnh về tấn công cận chiến như là một cái mụ Big Mom này. Nguyên gọi được 4 đội Pretonia đây này, 4 đội kỵ binh này, 2 đội cua vỏ ốc này, tổng cộng nó gọi được 6 đơn vị quân lên rồi mà cũng thuộc hạng chất. Lại còn phép thuật các kiểu nữa chứ, tấn công cận chiến cũng về. Nhưng có lẽ cái quan trọng nhất là được gọi được cái đội Pretoria này, bởi vì là nó gọi được đội đấy lên thì quân địch không ăn được. Ta có kỵ binh luôn lập tức. Ồ, anh Chaos này, chưa biết là anh đi được đâu. Ôi ôi, đừng có đốt nhà em. Hai thằng ọc Joy Confession. Seen this one in my mirror. Health potential. Ai dám đánh nhau với con mấy Big Mom của mình nữa nhỉ? Chẳng có thằng thanh niên nào có thể đánh được. Có đội cận vệ Phượng Hoàng đấy chứ, chuyên để chống quái to đấy, không phải dạng vừa đâu. Cuộc chiến của hai tướng huyền thoại à? Ây da. Ôi nó toàn lính đời cuối đấy. Princess Dragon, Star Dragon kìa. Ôi, toàn các cái đơn vị lính đời cuối đấy. Không, không phải dạng vừa đâu. À mình không phải tấn công, mình có pháo, mình có khẩu pháo rất là bự con. Đợi chúng nó lên nhé, đợi gì. Bắn thế nào?
rồi. Chết gần hết. Cận vệ Phượng Hoàng sắp chết hết rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Sao mấy con rồng mấy con ngựa này chạy ra đây làm gì đấy. Úi dồi ôi. Nó không cần bắn rồng của nó. Bắn cái khổ bắn đá này, xe bắn tên này này. Nó bắn này thấm gì. Đã ngứa. Nát cái khẩu pháo của nó đấy. Nát chưa nhở? Còn... Úi dồi ôi. Chưa nát à? Úi dồi ôi. Bắn vào đây. Cung của nó à? Ờ à, đúng rồi, đụng cung của nó. Chơi chết đụng cung nó đi. Rồng của nó. Ok ok. Francis the Dragon. Ăn luôn. Ôi bắn sập khẩu pháo mình cơ. Bực nhỉ. Bộ binh của nó à. Gặp Mogul. À chạy vòng ra cánh này. Khôn phết nhỉ. Đội này đâu rồi? Tiến lên. Cua vỏ ốc của mình lớn nhỉ. Vị sĩ biệt Bretonia đâu gọi lên. Bretonia nó đi quẩy luôn. Chỉ huy bọn này đi quẩy luôn. Victory is assured. Cho mụn béo này xông lên. Ăn với nó luôn. Ăn đòn cung nó luôn. Đức mâm rồi. Ui, bộ này còn được gọi sóng biển lên nữa, không bị mất mana. Đội Bretonia thứ hai xông lên. Úi dồi, hút nát xác nó ra. Hút nát đội cung nó ra. Súng xiếc rồi. Bắn. Đội rồng luôn. Thử mấy con đại bàng của nó. Ua vỏ đâu rồi. Giời ơi, hai tướng huyền thoại đánh nhau. Ủa mấy con mông vun này. Chà thì mất máu quay. Đập bộ binh của nó là nghề của Mogul. Béo rồi. Sao? Mấy thằng này không vào đánh nhau à? Sao nó có đến hai tướng ở đây này? Sĩ Bretonia rồi, giết tướng nó cho anh. Sister Avenue. Sister này.
tôi vào rồi. Ăn nó. Đâm quân gớm nhỉ. Khử luôn. Mấy thanh niên bắn súng rồi. Khử nát bọn này. Chạy hết rồi đâu. Đây là một trận công thành. Vì thế là mình không cần phải truy riêng, truy sát. Chết hai thằng là chết cái gì? Chắc mấy con kỵ sĩ Bretonia. Bỏ mấy con cua vào ốc đi thay vào mấy thằng bắn súng thì sao nhỉ? Có thêm mấy con Mogul nữa thì tuyệt quá nhỉ? We will not be held. There are squirrels here. Cấp 32. Seen this one in my mirror. Cấp 32 à? Đánh vào đây phát đã. Đánh vào đây thì nó không tấn công được. Thành này to lắm. Nó không ăn được. Chưa vội mình tấn công sang bên kia để mình xử lý gọn cái khu vực bên này đã. Thành này thì thế eo hẹp quá. Rồi. Khá nhiều quân phòng thủ đấy. Admiral. Bọn thêm ít quân đấy đấy. À ngọt quá. Khá nhiều quân hay. Mấy cái thằng này thì nghe chừng có vẻ không ăn thua mấy. Lính ném bom ném beo này. Có thêm hai con sói này thì thêm. Fleet captain, time to press gun. By your will, follow shipmates. Thanh niên này bây giờ đầu tiên là phải mua quân đấy. Bắn súng có rồi nhỉ? À, chưa đủ. Hết mất tiền. Bên này thì sao? Tốn tiền quá. All bombs on deck. Ôi giời. Have up them. Ăn thành này của nó. Don't be a fool. Ship shape. All bombs on deck. Liên minh của các cướp biển này. À, về thành thủ à. Về thành thủ à, thủ đô nó đấy. Nó mà mất thủ đô là nó vỡ mồm đúng không? À, nhà, đúng rồi, rút quân thôi. Rút quân là hợp lý. Mình cứ chiếm thành to thôi, còn các cái làng nhỏ để lại.
Hay rồi. Ông đồng minh của mình cho quân lên trên này là cũng đỡ cho mình phải phòng thủ ở khu này đấy. Tự dưng có ông đồng minh Norska hay phết. Abyssman là chiến tranh với 2F và 1F rồi. Ô, lại một trận chiến nữa đây. Mấy anh Norska, mấy anh mà cả dầu. Cấp 21 được kìa. Tăng vào đàm, bắn nó chất. Mogul. Anti-infantry. Get them. Ái là. Kill and kill again. Quân thủ thành cũng đông nhỉ. Đánh hết. Mấy tí mà phải sợ. Nó có hai khẩu pháo à? Quân của nó không có những cái đơn vị cung tên mấy. Cho pháo dã vỡ thành của nó ra đã. Giời ơi. Có 6 đội súng để nó bắn chất thật. Mình đỡ bị thương vong nhiều hơn. Hai thằng súng. Mấy anh vô hồn. Bắn đây. Bắn đây. Gì chứ dăm ba cái tháp canh có gì mà phải xoắn. Tăng reload skill. Phá nát tháp canh nó luôn. Ai da. Thờ thần gì đây. Phát đã sập. Ui trời, thần thì cũng sập. Rồi. Thần gì thì cũng sập. Nào bắn vào đây. Phá nát tường thành. Lại chơi cái trò gì đây. Gọi mấy con côn trùng lên này. Bọn này cứ đứng ở trên tường tí sập tường thì chết tất cả đàn. Vỡ cổng thành rồi, xông vào. À, nó có con khủng long. Nó có con khủng long. Ui, sợ. Tập tên thành nó xuống. Chúng ta đều có đặc tính giống nhau là nếu mất leadership thì chết đúng không?
Vào đây em ơi. Chúng nó không làm cái trò gì cho ra hồi đâu. Vào đây. Vào mấy mô hùn cũng phải xoắn. Nó không bảo vệ rồi, quánh. Ôi nó nhiệt tình. Quân đông thế nhỉ? Để mấy thằng bắn súng nó vào đấy. Kè cho nó phát này. Khẩu pháo bắn lớn nhỉ? Đây rồi, mấy thanh niên bắn súng đây rồi. Dí súng vào đầu bắn, đúng rồi. Úi. Úi dồi. Tử hình. Dí súng vào đầu bắn, sợ. Úi. Chê trò dí súng vào đầu, ghê quá. Gọi mấy con cua vào ốc lên đấy, giải tán bớt cái đám này của nó ra. Mana nhiều lắm, ở đây. Phép đấy thì mất tinh thần ngay. Mấy thanh niên này bắt súng cứu rồi. Còn mình gọi một con cua vào ốc đây. Gọi đây. À đánh nhanh con này thì rồng của mình hơi đuối rồi. Được bắn súng rồi. Nào nhỉ, để nó quay kinh thế mà cũng chưa giải tán được cái đám này. Nó hồi máu cũng dữ nhỉ. Bay lên đi. Rồng nói chung là không ăn được tướng của nó đâu. Kinh. Tướng của nó cưỡi cái con quái quỷ đi. Bay lên đi rồng. What? Cua vào ốc này đâu rồi, tiến nhanh ở đây khử bọn này đi. Tiến lại. Đây không hiểu chết rồi. Lên đây. Rồi, mấy con rồng bay lên nữa. Rồng nó cũng tự hồi máu được rồi. Rồi. Chết mấy thằng cung này này. Quái quỷ.
Lì thế. Bắn nát đầu cho nó ra mà chúng nó chưa chết à? Xuống vào đầu nó có bắn nát rồi nó không chết. Xuống đầu nó bắn đúng rồi. Đấy, à tướng của nó đây rồi. Bắn thằng tướng nó cho anh. Lấy súng vào đầu tướng nó bắn, đủ rồi. Xong rồi, tướng nó ăn lo đạn này. Dí súng vào đầu bắn. Nói thế chứ mấy con cua vỏ ốc giết được nhiều ghê đấy. Nó toàn Usabi, thành này cũng toàn những lính đời cao, đùa đâu. Đánh cũng hơi vất đấy. Ai rồi, đây là thủ đô của chúng nó. 10 kháng 10 sát thương vật lý. Ố rồi ô. Gì thì cứ phải lên cái tường thành. Cái thứ hai là tăng, cái thứ ba đó là tăng cái vampire count của chúng ta lên. Đúng rồi. Còn những thứ khác thì không quan trọng lắm. Cái vùng này lên rồi. Vùng này vùng cảng biển này, lên trước. Cảng biển thì phải ưu tiên nâng trước. Đây rồi. Nâng cái này lên nữa là có mấy thằng bắn súng rồi. Ngọt. Ngọn gió chết chóc á. Cái này nó gây chúng nó mất máu liên tục. Chà. Thương cấp 38. Đây, học ở đây. Ô, mình chiếm được thủ đô của nó này, liệu nó có đập cho mình chết không nhỉ? Chắc không chứ. Big Mom này. Big Mom này. Thành của nó lại không có quân gì mấy này nhỉ? Thủ đô mà, sao lại thủ nghĩa thế? À, nhìn thấy mấy anh đồng minh đồng khói mấy anh này nhỉ? Burn the coastlines. Deliver your message. Cùng chiến tranh mà tại sao nó không tăng điểm ngoại giao được với mình nhỉ?
cùng tham chiến mà. All bones on deck. All bones on deck. Tuyển được thêm khối hiệu quân. Thủ ở đây chả thằng nào ra đánh. Thành này cũng được. Lâng lên tí nữa thì ngon. Lâng lên tí nữa thì ngon. Quánh luôn. Sao mà phải xoắn chứ? Sao mày phải xoắn? Ai già. Thủ đô của tộc tiên đây rồi. Mụ béo này đi đến đâu là tàn phá được thì thế giới đến đấy. Ôi dồi ôi, đúng là thành đẹp nhất trong các cái thành của Warhammer và khác. Còn có cái thác nước chảy như thế này nữa thì thua. Trên này nước ở đâu ra mà chảy xuống được nhỉ? Ồ, có đà, có ngọn hải đăng này. Có các cái điện thờ. Cái cổng. Ủa, lại còn đi từ đây. Lên đây, bò lên đây, xong rồi còn đi vòng sang đây. Ua. Kiến trúc gì mà bên này nữa chứ. Ôi dồi, ở đây này còn có đường đi vào đâu đây? Thế này mà nó cho triển khai quân ở trên này thì thằng nào mà đánh nổi. Nhỉ, triển khai quân ở trên này thì chắc ít có người đánh nổi. Công nó chắc cũng vỡ mặt mất. Có lên cần bổ sung thêm mấy con ấy không nhỉ? Mấy con bắn súng nhỉ? Cua vỏ ốc này nhé, mâu vui này. Rồi. Úi dồi ôi, chứ gì nó dã mưa tên vào đầu mấy em cua vỏ ốc của mình rồi. Mình hơi thiếu cái đơn vị 59%. Ôi tháp cành nó bắn cũng thấm đấy. Chiếc măm đứng ở trên con cua vỏ ốc này. Úi dồi. Một cái tháp đã sập, bắn tiếp sát bên này cho anh. Nó mình chiếm được rồi à? Bắn từ thành. Ồ, kim bét đã bắn kìa. Kim bét đến lắm này. À đây 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 đây, dưới này thấm lắm này. Vãi thật, nó đạp bay cả bọn bộ binh của nó xuống rồi. Team Red bắn vào đây. Tiền này. Vào đây anh em. Anh em ơi.
rồi. Sao cho nó qua. Tất cả các quái của chúng ta đều có khả năng tự động hồi máu trừ với con cua vỏ ốc này. Rồng này, bọn này nói chung nó đều có khả năng tự hồi máu. Xét về khả năng tự hồi máu thì cũng chưa xa bọn ma cả rồng xịn. Thì bọn ma cả rồng nó là chuyên tự hồi máu. Nó có một cái chỗ xe của thần chết. Cha thấy quân mất máu rồi cả. Cha bị hồi máu thì cha cũng mất rồi. Hai F có vẻ không mạnh hơn một tiểu. Vào đây mà nó tan nát hết rồi. Dù nó tan nát hết rồi, tàn sát cho nó nào. Cua vỏ ốc ai tư một tướng rồi ai kỵ sĩ Pretonia đâu vào. Bọn này vẫn còn đứng một lông dốc ở ngoài đông nhé. Rồi nó đang bắn súng vào rồi. Úi dồi ôi rồng à. Queen Bat của mình lã cho mấy khẩu pháo vào nó. Úi xùi ôi. Queen Bat của mình ở ngoài bắn. Xa xưa. Làm gọi chúng nó luôn. Tiền thì yếu thế. Tiên tộc gì mà yếu thế. Big Mom này bây giờ Big Mom có khẩu Queen Bat bắn kinh hồn. Ôi trời. Chiếm được thành này chắc được nhiều tiền đấy nhỉ. Ấy được 2000 cơ mà. Cấp 40 rồi này. Max skill luôn rồi. Cộng với cái này là tăng thang hóa của ma cà rồng lên. Big Mom. Bây giờ mình kiểm soát được thủ đô của nó à. Hay rồi, xây đúng công trình cần xây rồi. Đó. Cấp 5 mới xây được công trình này à? Nó có cái gì đấy? Public order. Tha hóa của ma cà rồng. Đây, xây cái này nữa, tăng public order. Tăng xây tháp canh. Sẻng. Sẻng này. Tiền này. Còn những thứ khác chưa quan trọng lắm. Tại sao mình xây cái này mà mình có tuyển được con này quái đâu.
hết tiền luôn. Sợ thật. Hết tiền luôn. Bây giờ mình sẽ giải quyết khu vực bên này trước. Hay thế, có thanh niên này đứng đây. Lượt sau là tuyển được mấy anh bắn súng rồi. Quân đoàn đấy cũng khá rồi. Thế còn khu vực châu Phi. Một lượt thật là dài. Mới có một lượt thôi á? Mới có một lượt mà mình phải làm gần này việc đấy cơ. Mấy anh Chaos anh đánh ở bờ biển của mình kia nữa kìa. Ôi, chả biết có giữ được không. Có thêm anh đồng minh này lên đến nơi này cũng hay phết rồi. Tự dưng bảo vệ cho mình ở cái thành bên này. Hay quá, chúng ta đỡ phải lo phương Bắc. Ái giời ơi. Vây thành à? Hổ báo. Dám vây thành mình mà có mấy thằng quân dám vây. Thằng đấy nó bị ngáo đá hay sao? You stand before me. To what do I owe such an ovation? Nó bảo mình phải giết đánh nhau với thằng này à? Mình chưa biết cái thằng đấy là thằng nào. Nói chung là không đánh nhau tào lao. Cứ kiểm soát cái đảo tiên nữa. Rồi. Rồi. Các vị thần của hỗn ma đã đến rồi. Ô. Oh. Mấy anh Beastman. Tại sao tỷ lệ thắng lại thấp này? Nó có quân gì mạnh nhỉ? Có con này à? Ai ô. Đi đây. Bôn gan. Lính bắn tên à? Ai ô. Mạnh phết thế chứ nhỉ? Bọn gì thì cứ giết tướng là xong. Tướng cấp 27 à? Drop anchor. Or we fight. Nhưng mà quân của nó có vẻ chất hơn bọn kia đấy. Toàn lính xịn. Tập trung giết tướng nó đã.
Fleet Admiral! Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Ok. Nó khắc phải lên. Cứ hồi máu trên tình. Lạp đạn nhanh. Đây, bắn vào đây, bắn tướng nó. Tập trung bắn tướng nó. Hero nó bắn tướng chuẩn thôi. Chết chết nhỉ. Ôi sao bắn mãi không thấy mất máu đấy. À cũng được đấy. Mày tập trung, tất cả tập trung bắt cơ. Zombie lên cản đường nó. Úi giời. Chúng nó toàn cung thôi mà. Chúng nó toàn đến cung thôi. Trận chiến không có mấy. Tốt rồi. Thử nó kêu nó là xong. Ôi kìa. Vai hút chạy lại. Còn thắng chết mất vai hút kìa. Chết đi. Còn máu nhanh. Chạy lại đây. Ui quay hút là anti infantry mà, không phải anti lắc đâu. Con robo nó chết rồi. Ai già, chúng ta gọi được khá nhiều zombie lên đó. Ui có bắn thấm quay hút của mình quá nhỉ. Rồi quay hút này chủ yếu chống bộ binh, phải giết bằng chết được nó đây. Nào hồi nó cho máu vô 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 thoát đã. Lùi lại, anti infantry nhưng phải anti lắc đâu mà đánh nhau với nó. Giết thằng tướng của nó, tập trung anh em, tập trung đánh tướng nó. Bắn. Lỉ ngớt nhỉ. Giết thằng tướng của nó là xong rồi. Cỗ xe của thần chết à? Mày cỗ xe của thần chết à? Hồi máu cũng anh nhanh. Chúng ta đều có khả năng tự hồi máu. Tướng của ta đang có khả năng. Xong. Rồi. Mất tinh thần, tự chết. Mất hết leadership, tự chết luôn.
chết. Đây, thằng này, thằng gớm. Ây dồi, đẹp trai thế. Ây dồi, mũi tên bạc. Xem thủ hồi máu á. Vẫn chưa chết à? Xuống xong kìa. Thằng cung của bọn này cũng thuộc dạng hổ báo nhỉ. Ô, mất một thằng bắt súng à? Lại mất công mình phải mua mất mấy lượt. Mình ghét mỗi cái là không hồi được máu. Sẽ lo cộng kinh nghiệm này. Take the treasure. The blood's mine. Public order đánh nhau với bọn này. Hay. Master. All bones on deck. Ôi dồi, nó có mấy con mà đánh của mình cũng mất nhiều quân ghê nhỉ. Phát thứ hai thì hết giảm. Tuyển mấy anh bắn súng nữa. Mất hai lượt rồi. Đằng nào mình phải chờ hồi máu ấy. Như này rồi. Rồi. Còn quân đoàn đây rồi. Pick your guts up. Lên ở public order. Căng nha. Mogul Onit này, cái này nó tăng cho cả Mogul này, đam cho bọn Mogul. Bỏ mấy anh bắn súng đi được rồi. Ôi, nó thể tuyển được nhiều thế nhở? Rất nhiều, 6 thằng thôi, đủ đánh nhau được. Cả biển. Madam, I lost a dear friend. The storm calls. Có tường thành rồi. Giải quyết khu bên này. Khu này đã ổn rồi. Có tường thành rồi. Trời ơi. Quân đoàn này. Rank 1.
All bones on deck. Tuyển được mấy thằng chất chất đấy nhưng mà hết tiền. The sea brings death. Tiền. Impossible. Impossible. Ban lãnh đạo. Chết rồi. Queen Favillon. Trời ơi, đồ nó đeo không khác gì mình luôn. Vấn đề là làm sao để khử được ngay em bắn. Chúng ta có đội bắn súng khá là nhiều ấy nhưng mà nó công ngay như thế này thì nó sẽ không có xe phương tiện công thành à? Mà cung thủ nó đông thế này. Bên này toàn ngựa, hai con cung à, toàn ngựa và hai con cung à. Để đã, để xem bố trí quân nào đã. Bên này nó rất nhiều cung này. Bên này toàn Sister Avalon. Hai con cung này thì không đáng ngại lắm. Bây giờ phải tính dàn quân kiểu gì nhỉ? À, mấy thằng zombie đông ghê nhỉ? Không bỏ chạy nhá. Mấy thằng này đứng ở cổng thành này. Nó mà xông vào thì tự sát luôn thôi. Ồ, chúng ta thủ thành vào cả cua và ốc cơ mà. Sao phải xoắn. Nó có chiều cung lắm. Mấy thanh niên anti infantry này đứng ở đây đấy. Nó mà công phát thì mình chạy ra xong. Ready.
cần chạy lên cổng thành để cho bọn này đứng ăn vào mắt. Đám này toàn anti infantry rồi, không có anti luck. Đám này không leo tường được, đứng ở dưới à. Zombie đứng sẵn sàng trên này luôn. Mấy con sói này sói này hơi vô dụng. Thế nó sói này là để đi lùa cung tên kỵ binh, đánh nhau chắc là không thấm mấy. Úi dồi, thành của tộc tiên chứ. Vào. Nó bắt đầu bắn à? Nó bắt đầu bắn. Ôi ồ, thầm đấy. Úi giời ơi, súng mà bắn từ trên tường thành thì bọn cung là không lại được đâu. Sister Avernon ạ. Úi giời ơi. Ơ, mình còn có một thằng hero mà, sao bắt đầu rồi? Hero sắp phải sang cổng này, bên này. Bên này thì chắc nó không đánh được mình. Ôi giời, đựa cung của nó không thấm rồi. Đúng rồi, chúng ta bắn vẫn thấm. Được. Cận vệ Phượng Hoàng đã xông lên này. Mấy thằng cung đang trèo tường vào à? Tưởng gì mấy Sister Avernon leo tường xong rồi. Tiến rồi này. Người sợ nhất con này đang cầm kiếm thần. Đâu rồi? Nhanh, anh tập trung. Đây này, khó nhất là con này. Ăn là tướng của nó rồi, tướng nó chất lắm. Nó còn bút cái gì đây chứ này. Anti infantry, anti luck đó. Đội cận vệ Phượng Hoàng của nó không đáng sợ rồi. Thua. Cận vệ Phượng Hoàng của nó đã thua.
Chúng ta còn lực lượng ở dưới mặt đất nữa cơ mà, sợ gì. Cho pháo nó bắn đi, không sợ. Bên này súng của mình bắn rất nhiệt tình, không sợ. Ôi, con rồng của nó. Ôi, không lấy nắm súng của mình. Bắn tốt này. Bảo vệ phụ hoàng của nó lên, đấu với mình. Đấy, sợ. Rồng nó cũng chết rồi mà, chỉ có mỗi con nữ hoàng này này. Nó cầm cái cây kiếm thần thì không thể nào mà ăn nổi mất. Một cái kiếm thần này nó bằng cả đám luôn. Đâu chết đấy. Làm nào giết được con nữ hoàng nhỉ? Cầm cái kiếm này thì đánh tử vi. Không ăn thua, xem chết luôn. Một em nữ hoàng này không thể nào giết được mất. Súng ở đây nó bắn vẫn thấn đòn rồi. Nó đi hướng này nó không ăn được rồi. Mấy con này không trèo tường lên được. Nhưng mà nó xuống thì nó cũng không lên được. Ấy, bên này súng bắn vẫn nhiệt tình. Nếu nó chơi lì thì chắc mình ăn được. Cái vua của mình cũng không ăn nổi, tướng của nó gần như không mất máu này, chết rồi. Trước tiên là đội này cũng xử lý được. Ok. Sao lại mất máu? À đây à? Ăn nó luôn. Cô vỏ ốc đâu, khử nó luôn, nó trèo xuống này. Đánh cận chiến thì em thôi, sợ gì. Xong rồi. Làm thế nào mà tiêu diệt được em nữ hoàng đây khi máu của em vẫn cứ đầy ự thế này. Bên này thì tốt. Ừ, rất tuyệt vời luôn. Đội cung của nó vào đâu chết hết ở đấy luôn. Súng này nó bắn chết sạch. Cho dù mình có giết hết chúng nó nhưng mà còn em nữ hoàng này không giết được thì cũng làm gì được. Bộ binh của nó cũng không tràn xuống. Mình tràn xuống bên dưới này thì đạp quái này nó khử. Ăn mấy con sói này. Còn đội cận vệ của nó xong rồi.
hết quân tiếp viện rồi đấy. Hết quân tiếp viện rồi. Ra phá khẩu pháo của nó rồi. Lặng ngay. Ra đây để bắn tạt sườn nữa kìa. Ôi, Lữ Hoàng bắn. Ôi, đánh từ nãy giờ. Toàn đánh đời cuối của mình mà không thể nào giết được nó à. Không thằng nào ăn được con Nữ Hoàng này, chết thật. Chắc phải giết hết quân của nó thôi. Không thằng nào ăn được. Em Nữ Hoàng này quá trâu. Bắn chết nó cùng rồi. Ready. Không có cách nào không thử được chúng nó. Thua. Bọn này vấn đề là mình không phải là mình không tiêu đánh được, không có cách nào để đánh được. Trời ơi, nó cầm cái kiếm thần không thể nào đánh được. À, chắc phải sử dụng cái đội súng mới ra bắn được. Trả thấm. Bắn không thấm. Bộ binh này của mình thì còn. Nhưng mà cũng chắc không chịu được lâu nữa. Được lâu nữa rồi. Tướng của nó, ui dồi ôi, Nữ Hoàng. Nữ Hoàng của nó có mất máu quái đâu mà đánh được bây giờ. Trời ơi, giữ con Nữ Hoàng xuống đây. Soon.
bỏ chạy hết rồi. Còn mỗi duy nhất con nữ hoàng thôi. Đã đây em ơi. Đây, cho bọn này ra này. Nó còn mỗi nữ hoàng thôi. Còn mỗi nữ hoàng. Các bọn trên nó bắn súng xuống. Mới ra này. Nó không giảm leadership thì cũng ăn vào mắt. Súng xuống mà không hấm à. Gunnery mob. Nó bắn gì mà không thấy nó thấm gì này. Tăng tốc độ lên xem. Ôi ôi. Nữ hoàng ơi là nữ hoàng. Lại được. Rồi, gift war rồi, đến đây. Điều này thì may ra chém đau hơn một tí. Chứ mấy thằng kia đập mãi chả chết. Mãi chưa thể chết. Mua thì khác đấy. Vít cua này nó chuyên để ăn tilak mà, chắc ăn được. Rồi xong. Nữ hoàng chết trận rồi. Bay lên à, bay lên thì lại bắn chết thôi. Xong. Đây, có cái đội này ăn tilak này. Ôi trời ơi. À, mình có chọn là lấy cái kiếm không nhỉ? Thôi rồi. Lấy cái kiếm này vào mệt lắm. Ôi con nữ hoàng nó giết gần 500 thằng của mình. Vãi thật. Nó hai quân đoàn đấy chứ. Quân của mình tuy đông nhưng toàn bọn củi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị thì bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Ây da, đánh nhau với nữ hoàng mệt thế. Mà cái cho thằng này nó cầm kiếm được sao nhỉ? Kiếm cho nó chất. Để ra cho Big Mom cầm thì hay hơn.
Ui da. Kinh nhỉ, cung của nó cung đời cuối à? Cung ranh vàng. Quân của mình thì toàn lính lôm nhôm. Ôi giời ơi. 700 quân. Dạ. Mày chết. Mất kiếm rồi, mất kiếm rồi. Mất kiếm rồi. Đúng rồi, nó mất cái kiếm rồi. Thua trận là mất kiếm. Ồ, nó lại vây tiếp kìa. Vãi thật. Ta phòng thủ ở cổng đại bàng à? Ai da. Mấy thằng đồng minh của mình sao không nó cử quân sang đánh mình đây mà không thanh tranh thủ chiếm mấy cái thành kia đi nhỉ? Ngáo không? Thì tưởng được. Rồi, qua lượt gì mà lâu thế? Tí anh mất công phải xây rồi. Úi giời. No. Chưa phải lúc để lấy kiếm.